Cổ nhân chúng ta nói hai câu rất có lý, là chịu thiệt là phước, hồ đồ khó được. Người khác quá thông minh, hồ đồ một chút thì tốt. Người hồ đồ có phước hồ đồ, họ có phước báo, không tranh với người, lúc nào cũng như biết chịu thiệt. Người này có phước. Nhất định không được so đo với người, đặc biệt là trong xã hội hiện nay. Cái gì cũng so đo sẽ rước tới rất nhiều tai nạn, rước tới rất nhiều hoạn họa. Quý vị nhường sẽ có thể hóa giải những tai nạn này. Không những hóa giải chính mình, cũng hóa giải cho người khác. Làm tấm gương tốt này, tốt. Tiếp theo, chúng ta có trách nhiệm cao độ ứng đối với cách nghĩ của mình. Rất có thể ảnh hưởng tới sự an nguy của tất cả sinh vật xung quanh. Lời này tuyệt đối chính xác. Những ý niệm cố ý, vô ý này đều sẽ ảnh hưởng tới tất cả sự vật xung quanh. Nhiệt độ trái đất bây giờ không ngừng tăng cao. Đây là nạn lửa, trong kinh Phật nói đang tăng trưởng. Nạn lửa là gì? Tâm sân hận, nổi nóng. Chúng ta ngày nay ở đó gặp phải chuyện không vui, nổi nóng một chút, nổi nóng một trận. Quý vị có nghĩ tới nhiệt độ trái đất lại tăng lên một chút không? Đây là quý vị gây ra. Người chúng ta sinh sống ở khu vực này không nổi nóng nữa, nhiệt độ khu vực này sẽ hạ xuống. Lấy một ví dụ như vậy. Nói cách khác, chúng ta tham sân si mạn nghi. Những ý niệm này đều không tốt, đều sẽ có ảnh hưởng rất không tốt. Ý niệm của chúng ta phải có thể tương ứng với thập thiện nghiệp. Không sát, không đạo, không tà hạnh, không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, không ỷ ngữ, không ác khẩu, không tham, không sân, không si. Khu vực chúng ta sinh sống này sẽ hòa hợp. Người và người hòa hợp. Người và hoa cỏ cây lá hòa hợp. Người và núi sông đại địa hòa hợp. Rất là hạnh phúc. Con người không có hạnh phúc, nói thật là do ý niệm của chính mình gây ra. Thiện niệm đem tới hạnh phúc mỹ mãn cho quý vị. Ý niệm bất thiện đem tai nạn hỏa hoạn cho quý vị. Cho nên khởi tâm động niệm phải chịu trách nhiệm. Đạo tác ngôn ngữ không được tùy tiện. Gia đình là đoàn thể nhỏ nhất. Môi trường làm việc là đoàn thể lớn hơn một chút. Đoàn thể càng phải chú ý. Tại sao? Luôn luôn là một người ảnh hưởng tới quần thể. Vũ trụ có một loại năng lượng không đâu không có, gọi là sinh mạng thể năng lượng.
năng lượng tích tụ mà tới có sức trị liệu cực lớn. Sinh mạng thể năng lượng này không phải tự tánh. Tự tánh phải nên là cực hạn zero. Phía trước có nói cực hạn zero là tự tánh, bởi vì chỗ đó có sinh mạng. Có sinh mạng thì cái này phải là A Lại Gia trong Phật Pháp có nói. Tại sao A Lại Gia có năng lượng trị liệu cực lớn? Bởi vì A Lại Gia có thể biến tất cả pháp. Quý vị coi, trong Phật giáo Đại Thừa thường nói tâm hiện thức biến. Tâm là chân tâm, tức là tự tánh, nó có thể hiện. Đại sư Huệ Năng nói hà kỳ tự tánh, năng sanh vạn pháp. Vạn sự vạn pháp đều là tự tánh sở sanh, sở hiện. Nhưng khiến những pháp này sản sanh biến hóa, biến hóa bất khả tư nghị, biến hóa vô lượng vô biên, vô số vô tận, là A Lại Gia thức. Nó có thể sản sanh biến hóa, cho nên năng lượng của nó rất lớn. Nó có sức trị liệu cực lớn. Bây giờ trái đất có vấn đề, bệnh tật đủ thứ. Nếu chúng ta hiểu được đạo lý này, chúng ta dùng thiện niệm để trị liệu, có thể giúp những tai nạn này của trái đất khôi phục bình thường. Trái đất khôi phục mạnh khỏe không phải không thể được. Có đạo lý, có phương pháp. Phương pháp Brandon dạy cho chúng ta có căn cứ khoa học lý luận, dạy chúng ta bỏ ác dương thiện, cải tà quy chánh, đoan chánh tâm niệm. Vấn đề này sẽ được giải quyết. Những lời này ông nói chúng ta tin tưởng, không nghi ngờ chút nào. Chúng ta trong cuộc đời này thời thời khắc khắc phải tín phụng ba câu nói này, phải thực hành ba câu nói này. Ba câu nói này, câu thứ nhất là trong Kinh Phật thường nói